Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã nói với tất cả công dân của họ là phải rời khỏi nước Nga ngay lập tức. Hoa Kỳ đã đưa ra một thông báo là kêu gọi tất cả công dân của họ phải rời khỏi Nga ngay lập tức giữa lúc cuộc chiến tại Ukraine đang có nguy cơ là sẽ có sự sách nhiễu hoặc bắt giữ bởi nhân viên công lực của Nga. Các công dân Hoa Kỳ đang bay tới Nga hoặc là đang có mặt ở Nga nên rời khỏi Nga ngay lập tức, đó là thông báo của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow và trong việc gia tăng sự lưu ý về tình trạng bắt giữ một cách gọi là sai lạc và đừng bao giờ bay tới nước Nga, đó là một trong những cái thông báo chính thức của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Nga lực lượng à mật vụ của Nga đã bắt à, đã bắt giữ công dân của Hoa Kỳ trong các cái mục tiêu mà bị nghi ngờ và trong đó gần như là công dân Hoa Kỳ tại Nga bị bắt giữ bị xác nhiễu và không cho phép họ có được một cái sự đối xử minh bạch và công bằng cũng như là kết án họ với những cái phiên tòa bí mật tức là những cái phiên tòa kín và không có một cái bằng chứng nào đó là lời phát biểu của tòa đại sứ ra. giới chức của nga đã bắt đầu sử dụng những nhân vật nhân viên công lực địa phương để tìm cách bức hại những người làm việc trong tôn giáo ở của công dân của hoa kỳ và mở ra những câu hỏi về điều tra về gọi là hình sự nhắm vào các công dân hoa kỳ trong các hoạt động về tôn giáo Điện Kremlin cho biết đây không phải là lần đầu tiên mà công dân Hoa Kỳ đã được yêu cầu rời khỏi nước Nga. Trong đó thì lần cuối cùng mà họ đưa ra lời cảnh báo này là vào tháng 9 khi mà ông Putin đã ra lệnh là cho thêm chiêu mộ thêm quân đội, tức là ông ta ra lệnh tổng đồng viên. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra sau khi mà có những cái dấu hiệu từ phía Nga và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bill Gates cho rằng là việc mà sử dụng hệ thống AI, tức là cái hệ thống trí tuệ nhân tạo là sẽ giảm đi tình trạng giảm à, tất cả những cái tin sai lạc hoặc là có sẽ giảm đi sự phân cực về chính trị nhà tỷ phú và được xem lại một nhân vật cực tả của hoa kỳ là bill gates ông chủ của công ty microsoft cho biết là uh, trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng trong cuộc chiến chống lại tin giả tin nhiễu và sự phân cực chính trị trong cuộc phỏng vấn mới nhất với lại một cái cơ quan truyền thông của đức ông ta cho rằng uh, điều mà tôi lo ngại là việc phân cực chính trị và điều này sẽ khiến cho dẫn tới cái việc mà gọi là tấn công vào ngày 6 tây tháng giêng và những người đã từ chối cái kết quả bầu cử và chúng ta không thể quy trách nhiệm cho ai nó đã xảy ra và nó có thể sẽ làm cho cái các cái channel về điện tử có thể cho phép những cái thuyết âm mưu giống như là QAnon hoặc những cái gì đó là gây ảnh hưởng tới người dân và cái công cụ của ai kỳ này nó sẽ giúp cho việc giảm đi tất cả những điều đó quý vị có thể giờ dùng ai để duyệt xét và giải quyết vấn đề gọi là bị nhiễu thông tin hoặc là bị gọi là bị phạm thông tin và ông gates cho biết và vấn đề cái phân cực chính trị cũng có thể được giải quyết và giảm đi tất cả những tình trạng mà ông ta cho là thiên vị về chính trị và phân cực về chính trị đây là lần đầu tiên mà ông gates đã nói về cái ai ông ta cho rằng là vấn đề gọi khí hậu toàn cầu à cũng là một cái sự đe dọa và kêu gọi các chính phủ là phải giảm đi tình trạng thải khí carbon ra bên ngoài không khí và tìm cách loại trừ cái à nhiên liệu truyền thống tức là nhiên liệu hóa thạch và ông ta nói rằng à, chúng ta không phải có nhiều đề nghị cho giải pháp về khí hậu toàn cầu và ông ta thúc giục là phải à, thúc đẩy cái tình trạng năng lượng xanh nhanh hơn. Đây được xem là quan điểm của một nhân vật cực tả của Hoa Kỳ và là một công dân danh dự của nhà nước cộng sản Trung Quốc khi mà ông ta lên tiếng cho rằng là AI có thể giải quyết được vấn đề phân cực chính trị và giảm đi tình trạng gọi là gây nhiễu về thông tin ở trên à, internet. Cùng một lượt thì các nhà lập pháp đã bắt đầu dòm ngó tới chat GPT, tức là một cái hệ thống AI mà do công ty OpenAI đã đưa ra trong thời gian từ tháng 11 vừa qua, đang gây xôn xao khắp nơi. Việc mà phát triển nhanh chóng của một cái chương trình về trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là chat GPT của công ty OpenAI, ở trong đó có thể trả lời thật nhanh chóng những câu hỏi của những người sử dụng, khiến cho các nhà lập pháp của Hoa Kỳ chú ý và đặt câu hỏi về tác hại về an ninh quốc gia và nền giáo dục chat GPT, ước lượng đang có khoảng trên 100 triệu người mà dùng mỗi tháng và trong đó gần như là họ mới bắt đầu cái chương trình này khoảng 2 tháng mà thôi và đang trở thành một trong những cái trang app và những cái trang mạng được xem là nổi tiếng và nhanh chóng mà có được cái người sử dụng nhiều nhất trong lịch sử của Internet và khi mà tạo ra bởi công ty open ai một công ty tư nhân mà dưới sự hậu thuẫn của công ty Microsoft đã bắt đầu cho dịch vụ miễn phí cho công chúng và trong đó bao gồm luôn tất cả những câu trả lời và họ có thể sử dụng để mà loan truyền những cái tin giả hoặc là những nhà giáo dục lo ngại rằng họ sẽ bị sử dụng ở trong việc mà các cái cuộc đối thoại hoặc là các cái trò gọi là gian manh của các sinh viên và dân biểu tách liêu của đảng Dân Chủ ở tại Hạ Viện đặt trách về vấn đề khoa học nói rằng cần thiết phải có một cái lộ trình dành cho AI và không thể để cho AI phát triển một cách vô tội vạ, đó là lời phát biểu của ông này. Trong khi đó thì trước đó thì ông Microsoft là ông chủ của Microsoft là Bill Gates thì cũng đã lên tiếng nhấn mạnh về vấn đề phân cực chính trị cũng như là ngăn ngừa tin giả và tin nhiễu. Điều này có nghĩa là giới chính trị cánh tả sẽ sử dụng cái hệ thống AI để định hướng chính trị và ngăn ngừa tất cả những cái quan điểm đối lập nếu như mà những quan điểm đối lập mà không được đưa vào trong cái lộ trình của ai thì coi như nó sẽ được thành một chiều đây được xem là một trong những cái uh, tin tức mới nhất liên quan tới cái vấn đề của ai à, và bên cạnh đó thì uh, cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một trong những nhân vật quyền lực tại hạ viện là chủ tịch ủy ban tình báo cho biết ông hậu thuẫn cho việc mà phải bảo vệ cái không phận hoa kỳ tiếp theo sau vụ khinh khí cầu của trung quốc Chủ tịch Ủy ban tình báo tại Hạ viện là dân biểu Mark Turner thuộc Đảng Cộng hòa tại Ohio, trong ngày 12 tây nói rằng ông ủng hộ cho Hoa Kỳ bắn rơi tất cả những cái vật thể không xác định ở phía bắc Mỹ và hơn là cho họ được bay ở trên cái bầu trời của Hoa Kỳ. Lời phát biểu của ông ta diễn ra sau khi mà chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã bắn rơi một vật thể không xác định ở uh, um, biên giới của Canada và Hoa Kỳ cũng như trên không phận Canada và ở Alaska trong 3 uh, ngày cuối tuần vừa, vừa qua thứ sáu thứ bảy và chủ nhật. Tôi nghĩ rằng là rất là vui khi mà họ đã được lệnh này của chúng ta và họ đã có thể giúp để thay đổi tất cả những cái định hướng về vấn đề hoạt động gián điệp. Ông Turner đã phát biểu về chính quyền của Jordan và nói rằng đây được xem là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng cần thiết cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái buổi trình diễn và cho thấy rằng cái chính sách của chúng ta bảo vệ cái không phận của chúng ta mà chúng ta cần phải đầu tư rất nhiều đây được xem là những cái vấn đề và khoảng cách mà chúng ta đang có chúng ta cần phải à, càng sớm càng tốt có những cái khoảng cách lấp dần những cái khoảng cách này và vung đắp cho cái hệ thống phòng không của Hoa Kỳ. Lời phát biểu của ông Turner đưa ra sau khi các nhà lập pháp đã bày tỏ thái độ bất tín nhiệm với ông Joe Biden tiếp theo vụ kinh khí cầu của Trung Quốc và tôi nghĩ rằng cần phải có thêm những sự tiếp cận mới à, giữa chính quyền và quốc hội để có thể có một giải pháp chung đưa ra nhằm ngăn ngừa tất cả những cái cuộc xâm nhập không phận bất hợp pháp và trong đó đặc biệt là ông nhấn mạnh tới tình trạng mà khinh khí cầu này đã có một số những cái bộ phận do công ty của Hoa Kỳ sản xuất đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới việc bắn rơi những cái vật thể lạ thì à, Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện, ông Chuck Summer nói rằng Hoa Kỳ tin rằng những cái việc mà bà vật thể bắn rơi ở ngoài biển và ở trên đất liền trong mấy ngày qua là khinh khí cầu của Trung Quốc. Chủ tịch khối đa số tại thượng viện là ông Chuck summer nói rằng các giới chức Hoa Kỳ tin rằng các vật thể bị bắn rơi ở uh, uh, lãnh hải và lãnh thổ của Hoa Kỳ và Canada là những cái khinh khí cầu và uh, uh, cố vấn tòa và về uh, À, đặc trách về an ninh quốc gia của tòa bạch ốc là Jess Sullivan nói với đài truyền hình ABC trong tuần này là chính quyền tin rằng những cái uh, vật thể di chuyển này à, nhỏ hơn so với lại cái khinh khí cầu của Trung Quốc và bị bắn rơi ở South Carolina vào hôm đầu tháng tức là ngày 4 tháng 2 và ông chết sau mà sau khi mà được đặt câu hỏi thì ông nói rằng họ tin vâng họ tin rằng đây là những cái khinh khí cầu nhỏ hơn so với cái cái trước đó và Hoa Kỳ đã bắn rơi ít nhất là ba cái vật thể lạ trong 3 ngày từ thứ sáu cho tới ngày chủ nhật trong đó đã xâm nhập vào trong không phận của Hoa Kỳ. Ông Chất Summer cho biết vào ngày 12 Tây là cái các cái vật thể này đã bay ở cái tầm cao khoảng 40.000 feet và các giới chức tin rằng nó có thể đe dọa tới những chuyến bay thương mại của Hoa Kỳ và nghi ngờ là nó là những cái khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc à, à, đang hoạt động tại Hoa Kỳ à, ở trên khung vùng biển ở gần Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái lời nhận định mới nhất của ông chất summer đưa ra ngay sau khi mà Hoa Kỳ đã bắn liên tục 3 ngày và 3 ngày thì à, ngày thứ nhất ở tại không phận của Alaska, ngày thứ hai là bắn rơi một cái vật thể lạ, một cái vật thể di chuyển ở tại không phận của Canada và ngày thứ ba tức là ngày chủ nhật thì họ đã bắn rơi một cái khác ở giữa biên giới của Hoa Kỳ và Canada đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cùng một lượt thì các thượng nghị sĩ cho biết họ sẽ bắt đầu có những cái uh, cuộc họp và sẽ thảo luận về việc mà có một cái uh, vật thể thứ tư đã bị bắn rơi vào ngày hôm qua các thượng nghị sĩ ba của hoa kỳ à, đã cho biết là họ sẽ bắt đầu nhận tất cả những thông tin tức tình báo về tình trạng mà có những cái vật thể đã bay ở trong cái không gian của và không phận của hoa kỳ đặc biệt là họ nghi ngờ của trung quốc trong cái à, tin tức tình báo được à, và sẽ họp vào ngày thứ tư theo tường trình của tờ The hiêu cho biết thì nó diễn ra sau khi mà có cái vụ bắn rơi mới nhất ở Lake Huron vào ngày Chủ nhật được xem là một cái dấu hiệu mới nhất từ phía Hoa Kỳ. Trong đó thì ông Chuck Summer nói rằng là sẽ có một cái cuộc họp trong tuần này tại sàn Thượng viện sau khi mà họ đã bắn rơi cái khinh khí cầu và gián điệp của Trung Quốc ở bờ biển South Carolina và kể từ đó có thêm ba cái vật thể đã bị bắn rơi bởi lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Và trong đó thì phía Bộ Quốc phòng cho biết rằng cái vật thể mới nhất đã bị bắn ở nằm cách cái uh, biên giới giữa uh, cái bán đảo của Michigan là khoảng 15 dặm uh, từ bờ biển. Và các uh, phía Hạ viện cho biết họ cũng sẽ mở ra một phiên họp tuần này cùng với các thượng nghị sĩ ở sàn thượng viện để là thảo luận về tân vấn đề gọi là hoạt động gián điệp của Trung Quốc uh, và từ những báo cáo của ông Cụ Giác Đài. Ông Summer vào ngày Chủ nhật cho biết là các giới chức tin rằng cái thứ hai và cái thứ ba vẫn là cái mà spy balloon, tức là những cái khinh khí cầu gián điệp mặc dù cái mức độ nó nhỏ hơn cái đầu tiên. Và cái thứ tư là cái nó bay ở độ cao khoảng 20.000 feet ở Lake Huron và ngũ giác đài cho biết nó thấp hơn so với ba cái trước đây và nó đã bị bắn rơi bởi F-16. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khinh khí cầu của... Trung Quốc. Trong khi đó thì Trung Quốc lại cáo buộc rằng là phía Hoa Kỳ đã có ít nhất 10 cái khinh khí cầu đã bay vào không phận của Trung Quốc. Trong ngày thứ hai thì Trung Quốc lên tiếng cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã có trên 10 cái khinh khí cầu bay vào không phận của họ trong năm ngoái mà không có sự cho phép. Tiếp theo sau việc Bắc Kinh cáo buộc Bắc Kinh đã có những cái hành động giám sát và trinh sát cũng như là gián điệp ở trong trên toàn thế giới. Bộ ngoài Ngoại giao của Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc là việc Hoa Kỳ bắn rơi các cái khinh khí cầu này là hành động quá trớn bởi vì đây chỉ là những khinh khí cầu về à, dân sự. Trong khi đó thì phát ngôn viên bộ ngoại giao à, Wang Wenbin đã không đưa ra một bằng chứng nào cho thấy rằng có khinh khí cầu của Hoa Kỳ bay trên bầu trời của Trung Quốc và việc này ông ta chỉ nói bằng cái miệng. Trong khi đó thì Trung Quốc cho rằng là việc bắn rơi này là một hành động không thể chấp nhận được và vi phạm vào cái quy tắc của quốc tế. Trong khi đó thì à, phía Hoa Kỳ lên tiếng và nói rằng họ cần phải có một cái thái độ cứng rắn hơn

cũng trong ngày thứ hai thì Philippines đã cáo buộc là phía lực lượng tuần duyên à, à, hải giám của Trung Quốc đã sử dụng cái à, tia laser, súng tia laser bắn à, để mà chiếu vào trong các cái tàu tuần duyên của Philippines ở trên biển đông là hành đạo động vi phạm chủ quyền của Philippines ngay lập tức thì Wang à, Wenbin cho rằng là lực lượng tuần duyên của Philippines đã băng ngang qua khu vực à, lãnh hải của Trung Quốc mà không có được sự cho phép và do do đó họ phải sử dụng những biện pháp để ngăn ngừa đây được xem là cuộc à, gọi là khiêu khích của cộng sản Trung Quốc trong việc mà gửi khinh khí cầu giám sát tại Hoa Kỳ cũng như là sử dụng tia laser để nhắm vào tất cả những cái tàu tuần duyên của Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì ông John Kirby đã lên tiếng chỉ trích cái Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói rằng chúng tôi không hề có bất kỳ một cái khinh khí cầu nào bay trên bầu trời của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng và nói rằng Hoa Kỳ đã có hơn 10 khinh khí cầu bay trên lãnh thổ của Trung Quốc vào à, năm ngoái. Tuy nhiên thì à, ngay lập tức lời phát biểu này đã bị bác bỏ bởi à, Hội đồng An ninh Quốc gia và người phối hợp đặc trách về cái chiến lược của Hoa Kỳ ở tại đây. John Kirby đã lên tiếng và nói rằng nó không đúng sự thật, nó không có, tuyệt đối là không có. Đó là lời phát biểu của ông John Kirby đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình MSNBC chúng tôi không hề đưa khinh khí cầu bay trên bầu trời của Trung Quốc. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho biết, ngược lại Trung Quốc đã có những cái hành động xâm phạm vào lãnh hải và lãnh thổ của Hoa Kỳ khi mà để cho khinh khí cầu gián điệp của họ xâm nhập vào đây và thu lượm các cái tín hiệu về tình báo. <laughs> cho rằng bất kỳ một cái lời quy trách nhiệm nào cho rằng chính phủ hoa kỳ đang có những cái khinh khí cầu giám sát trên bầu trời của nhà nước cộng hòa nhân dân trung quốc là một cái tin giả sai lạc hoàn toàn đó là lời phát biểu của phát ngôn viên của phía bộ quốc phòng và và có tên là Adrian Watson đã tweet trên như trên Trung Quốc đã có những cái hành động vi phạm vào Hoa Kỳ và 40 quốc gia khác và với các khí cầu của họ trong khi đó thì họ lại cáo buộc ngược lại và không có một bằng chứng nào cho thấy và chúng tôi tuyệt đối tin rằng chúng tôi không hề có bất kỳ một cái vật thể nào bay trên cái không phận của Trung Quốc mà không có sự cho phép của nhà nước cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là lời bác bỏ mới nhất của phía tòa bạch ốc đưa ra ngay sau khi mà phía của Trung Quốc cho rằng là Hoa Kỳ cũng có kinh khí cầu bay trên bầu trời của Trung Quốc. Cùng một lượt thì Đài Loan ngày hôm nay đưa tin là họ sẽ bắn rơi bất kỳ một kinh khí cầu nào nếu như có sự đe dọa. Bản tin mới nhất cho biết từ bộ quốc phòng của Đài Loan là lực lượng quân sự của Đài Loan sẽ dành mọi cái biện pháp cứng rắn bắn rơi tất cả những kinh khí cầu của Trung Quốc nếu như họ đe dọa tới an ninh quốc gia. Một viên chức bộ quốc phòng của Đài Loan đã đưa ra vào ngày hôm nay, ngày 13 tây tháng 2. Trong đó thì gần như là họ nói rằng họ vẫn đương đầu với sự đe dọa quân sự của Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với lại hãng thông tấn Bloomberg, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Đài Loan, ấy xin lỗi quý vị, Bộ Quốc phòng của Đài Loan là Sun Li Fan đã nói rằng Đài Loan chấp nhận những cái cái đòi thái độ cứng rắn để đối phó với những đe dọa mới bao gồm luôn việc bắn rơi tất cả những cái gì mà nó xâm phạm vào 12 hải lý không phận của chúng tôi và Bộ Quốc phòng giành quyền để đối phó với tất cả những hành động đe dọa tới an ninh quốc gia bao gồm luôn cả những kinh khí cầu ông Sinh đã phát biểu với lại tờ hãng thông tấn Bloomberg như trên trong khi đó thì phía Đài Loan nói rằng trong vài năm qua cũng đã có những cái khinh khí cầu của Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không. Nhưng chưa xâm phạm vào 12 hải lý không phận của Đài Loan và họ vẫn thường xuyên quan sát những cái khinh khí cầu này và hôm nay thì họ lên tiếng và tuyên bố rằng họ sẽ bắn rơi bất kỳ một cái khinh khí, khí cầu nào xâm phạm 12 hải lý và đe dọa tới an ninh quốc gia. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của chính quyền Đài Loan sau khi mà có báo cáo về cách đây 3 ngày nói rằng đã từng có một cái khinh khí cầu bay trên đầu của phủ tổng thống cách đây vài năm và bộ quốc phòng của Đài Loan đã bác bỏ chuyện này đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan và vụ khinh khí cầu cùng một lượt trong ngày hôm nay Trung Quốc đã cho gia tăng cái tuổi đi lính để à, à, vung đắp cho cái mạng lưới quân sự của họ giữa lúc đang có gia tăng căng thẳng ở tại eo biển Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng cái mức của lực lượng được xem là trừ bị của trong giới quân sự vào ngày 1 tây tháng 3 sắp tới và sẽ gia tăng cái tuổi phục vụ trong quân đội, trong đó bao gồm các công dân của Trung Quốc là từ 18 tuổi cho tới 60 tuổi phái nam đều phải được lệnh là phải tham gia vào lực lượng trừ bị. Và lúc này sẽ đưa ra cái mức tối đa dành cho những người phục vụ trong quân đội là tối đa là 60 tuổi và ở cái tuổi gọi là cách 5 tuổi là trong khi đó thì cái tuổi về hưu của Trung Quốc là 60 55 và gần như là những người này có thể tham gia vào lực lượng trừ bị của Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái xác lệnh mới mà Trung Quốc đưa ra để chuẩn bị cho một cái mà họ nói là nói rằng là chuẩn bị cho một cuộc chiến cần thiết và trong cái luật gọi là Military Service Law tức là lực lượng là cái luật về phục vụ về quân đội trong đó gần như là Trung Quốc đã yêu cầu là 18 tuổi cho tới 35 tuổi cho tới khi trước năm 2021 và họ cho biết rằng sẽ nâng cái tuổi này lên từ 35 tới 60, tức là thay vì tới 35 tuổi là hết cái tuổi đi lính thì bây giờ Trung Quốc cho phép là sẽ đi lính cho tới 60 tuổi. Đây được xem là hành động mới nhất của Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho một cái uh, uh, tiềm năng quân sự mà có thể đối đầu với lại các quốc gia đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ kể cả Hoa Kỳ tại khu vực Á châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của uh, Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Trung Quốc lại lên tiếng và nói rằng họ đang quan sát một cái vật thể lạ và bí ẩn đang bay ở trên khu vực phía bắc ở ta của Trung Quốc bản tin mới nhất cho biết một vật thể mà trung quốc mô tả là lạ đã bay trên khu vực lãnh hải gần phía bắc của bến cảng trung quốc gần ở khu vực bố hải tức là biển bố hải nơi mà chính quyền của trung quốc cho biết là họ đã sẵn sàng để bắn rơi theo tường trình của giới truyền thông của trung quốc đưa ra vào ngày chủ nhật bản tin mới nhất cho biết thì cái cục hàng hải tại thanh đảo đã đưa ra một thông điệp cho tất cả các tàu đánh cá là đã có một cái vật thể lạ đang được quan sát khi mà nó xâm nhập gần cái hải phận của trung quốc nằm ở gần khu vực gọi là biển bố hải và họ chuẩn bị bắn rơi và kêu gọi tất cả các ngư phủ là phải rút vào bờ và tránh tình trạng bị ảnh hưởng giới ngư phủ của Trung Quốc đã được lệnh báo động về tình trạng và tiềm năng nguy hiểm có thể sẽ có những vật thể bị bắn rơi ở trên vùng biển mà có thể ảnh hưởng tới các cư dân. Đây là một trong những cái thông báo của phía Trung Quốc đưa ra ngay sau khi mà Hoa Kỳ tuyên bố vừa bắn rơi một cái à, 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 vật thể lạ bay di chuyển trong cái không phận của Hoa Kỳ và Canada và việc này diễn ra giữa lúc mà cả thế giới và ít nhất có 40 quốc gia đã được phía Hoa Kỳ thông báo rằng Trung Quốc đã sử dụng các cái khinh khí cầu gián điệp để mà thăm dò tất cả những tin tức tình báo hoặc những những tín hiệu tình báo ở tổng cộng 40 quốc gia trên thế giới, mục tiêu mà Bắc Kinh bác bỏ. Trong khi đó thì à, giới chức Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết rằng việc mà khinh khí cầu này cho thấy rằng là đã có một cái sự đối đầu gây gắt giữa à, cái lực lượng quân sự của Trung Quốc và các đồng minh cũng như đối tác của Hoa Kỳ tại khu vực ở Á Châu, Thái Bình Dương nói riêng và ở trên toàn thế giới nói chung. Các công ty của Trung Quốc đã bị... À, cấm vận bởi Hoa Kỳ và bị trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ gồm có 6 công ty có liên quan tới cái vấn đề nghiên cứu về không gian vũ trụ và chế tạo khinh khí cầu cho lực lượng PLA của Trung Quốc. Và đây được xem là một trong những thông báo mới nhất và Bắc Kinh nói rằng họ cũng phát hiện được một vật thể lạ bay gần hạ lãnh hải của họ và sẵn sàng trong tư thế bắn rơi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của à, cái vấn đề gọi là khinh khí cầu và những vật thể lạ bay ở gần bờ biển. Trong khi đó, Ấn Độ cho biết là họ đã có cái mức xuất cảng gấp 3 lần lên tới 5 tỷ Mỹ Kim trong việc mà bán các cái chiến đấu cơ và các trực thăng. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Ấn Độ trong ngày thứ hai đã đưa ra một cái tham vọng là sẽ tăng gấp 3 số xuất cản và vũ khí của họ 5 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 năm tới. Và các cái công ty mà sản xuất này cho thấy rằng là Ấn Độ đang có tham vọng trở thành một trong những quốc gia có khả năng sản xuất vũ khí. Quốc gia này cho biết là họ sẽ đạt được một cái thỏa thuận lên tới 750 tỷ đồng rupee, tức là khoảng 9 tỷ Mỹ Kim trong một cái cái cuộc triển lãm về không quân được xem là lớn nhất của Ấn Độ vừa diễn ra. Và trong đó thì Ấn Độ được xem là một trong những quốc gia nhập cản vũ khí và các phụ tùng về À, quốc phòng nhiều nhất ở à, khu vực ở trong vòng mấy thập niên qua và hiện nay họ đang có tham vọng là không không những là nhập cản các cái loại vũ khí mà còn xuất cản những vũ khí do họ chế tạo bao gồm các chiến đấu cơ và các trực thăng trong đó thì à, Ấn Độ cho biết họ sẽ cho xuất cản cái loại trực thăng có tên gọi là How tức là một loại trực thăng mà uh, do Ấn Độ chế tạo cho Philippines và kể cả Ecuador cũng như là một số những quốc gia khác ở Trung Mỹ và Nam Mỹ với cái giá tương đối rẻ hơn và cũng có một loại uh, gọi là chiến đấu cơ có tên gọi là Tejas Light là một chiến đấu cơ hạng nhẹ của Ấn Độ đã bán cho phía của Malaysia. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất để có thể uh, uh, phát triển cái mạng lưới quốc phòng của Ấn Độ và trong đó họ có tham vọng là sẽ bán lên tới 5 tỷ Mỹ Kim tất cả những cái vũ khí bao gồm cả chiến đấu cơ và trực thăng do chính họ sản xuất. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cuối cùng Campuchia đã cứu lại được cái món tiền cho vay từ Trung Quốc trong việc xây dựng các hệ thống đường đầy xe lửa trị giá 44 triệu Mỹ Kim. Trung Quốc đã đề nghị cho phép à, phía Campuchia vay một số tiền lên tới 300 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 44 triệu Mỹ kim, để ủng hộ cho việc xây dựng một cái hệ thống đường trầy xe lửa giữa hai quốc gia cộng sản này và xây dựng một cái à, khung làm việc mà họ gọi là diamond, tức là kim cương à, trong à, 6 khu vực ông Tập Cận Bình loan báo về việc hỗ trợ này sau khi mà ông ta gặp gỡ với lại thủ tướng của Campuchia vào ngày thứ bảy là ông Hun Sen, người đang có chuyến viếng thăm 3 ngày tới Trung Quốc theo tường trình của đài truyền hình của Campuchia cho biết và ông Hun Sen ở trên Facebook cho biết hai nhà lãnh đạo đồng ý sẽ gia tăng hợp tác về vấn đề chính trị, khả năng sản xuất về nông nghiệp, về năng lượng và và hợp tác về an ninh và giữa người dân của hai nước. Cuộc đưa ra một cái bản thông cáo chung, trong khi đó thì Bắc Kinh cam kết là sẽ hỗ trợ cho phía của Campuchia xây dựng các hệ thống đường ray xe lửa của họ và quảng bá cho cái hệ thống đường ray xe lửa đang được xây dựng ở thủ đô Phnom Penh. Đây được xem là một trong những cái chuyến viếng thăm quan trọng của ông Hun Sen nhằm thắt chặt các mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc, vốn là một đồng minh thân cận của Trung Quốc ở tại khu vực này cũng như là một quốc gia đã duy nhất trong khối ASEAN xác định là đường lưỡi bò là lãnh hải của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì nhà lãnh đạo của Malaysia đã lên tiếng áp lực khối ASEAN là phải tạo áp lực đối với lại phía của chính quyền quân phiệt Miến Điện. Thủ tướng của Malaysia là ông Anwar Ibrahim trong ngày thứ sáu đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ các thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là phải có những cái hành động cứng rắn hơn nhằm áp lực chính quyền quân phiệt miếng điện mà ông gọi rằng là đã có những hành động chống lại người dân của họ. Ông Anh qua đã có một chuyến viếng thăm hai ngày tới Thái Lan và trong một cái cuộc nói chuyện ở tại cái uh, hội đồng thương mại giữa Thái Lan và Malaysia nói rằng các thành viên trong khối ASEAN cần phải làm đủ và phải giải quyết cái cơn khủng hoảng tại Miến Điện à, và trong đó thì à, một số chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng là cuộc à, nội chiến này đã khiến cho lực lượng quân phiệt Miến Điện đã có thêm quyền lực và lật đổ chính quyền được dân cử của bà Aung San Suu Kyi từ năm 2021 và lực lượng an ninh của Miến Điện đã sát hại hàng ngàn thường dân vô tội ở tại quốc gia này và dẫn tới một triệu người đã phải đi lánh nạn. Và đây được xem là một trong những cái lời kêu gọi mới nhất của Thủ tướng Malaysia muốn là khối ASEAN phải có thái độ cứng rắn hơn đối với lại cái chính quyền quân Việt Miến Điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là chủ tịch của cái gọi là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã chính thức bị công an cộng sản Việt Nam bắt giữ ông này có tên là Nguyễn Đức Thái 64 tuổi vốn là cựu chủ tịch hội đồng quản trị của công ty một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bị bắt giữ với việc gọi được mô tả là sai phạm trong việc đấu thầu cung cấp giấy in à, ông này cùng với một người có tên gọi là Nguyễn Thị Thanh Thủy là cựu trưởng ban kế hoạch của cái tổ chức này và cơ quan này đã bị công an điều tra và khởi tố về lỗi gọi là lạm dụng chức quyền trong khi mà thi hành công vụ. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực đốt lò của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ngành giáo dục nơi mà được xem là đã kiếm lợi nhuận rất nhiều tiền cho mỗi năm liên quan tới việc in ấn tất cả những cái sách giáo khoa à, cho các học sinh trên toàn quốc và đây được xem là một trong những cái đòn mới nhất mà ông nguyễn phú trọng đã nhắm vào tất cả những thành phần mà ở bên việt nam quý vị gọi là nhóm lợi ích đã cố tình trục lợi trong tất cả những cái chính sách của đảng cộng sản bao gồm việc mà mỗi năm in sách giáo khoa mới tăng tiền sách giáo khoa để trục lợi đối với lại các học sinh ở tại việt nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay Chat GPT một trong những cái công cụ AI tức là trí tuệ nhân tạo do công ty OpenAI đã tung ra thị trường trong 2 tháng qua khiến cho bộ giáo dục cộng sản Việt Nam trở nên hoảng loạn bởi vì AI đã trả lời những câu hỏi được xem là nằm ngoài tầm giáo dục của Đảng cộng sản. Trong đó thì một trong những nhân vật quyền lực của bộ giáo dục là thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo có tên là Hoàng Minh Sơn nói rằng cái Chat GPT này thay đổi vai trò của những người dạy học tuy nhiên điều đáng ngại nhất của bộ giáo dục cộng sản việt nam là những câu hỏi mà sinh viên hoặc các học sinh mà hỏi ở trên các cái hệ thống chat gpt thì được trả lời đầy đủ bất kể câu trả lời đó như thế nào so với hệ thống giáo dục của cộng sản việt nam hiện nay là gần như các sinh viên không được phép đặt những câu hỏi ngoài đề hoặc đặt những câu hỏi liên can tới vấn đề được xem là nhạy cảm chính trị đối với cộng sản việt nam chính điều này đã làm cho khi phía của bộ giáo dục và đào tạo cộng sản việt nam lâm vào tình trạng bị khủng hoảng và hoảng sợ và họ kêu gọi cái chính quyền của cộng sản việt nam là phải làm việc với công ty open ai để kiểm soát lại tư tưởng chính trị và tránh tình trạng mà họ cho rằng đó là tin giả, tin nhiễu liên quan tới những cái bia, cái uh, nền chính trị tại Việt Nam và đặc biệt là liên quan tới cái phần lịch sử cận đại của Việt Nam. Trong đó có rất nhiều những thông tin mà uh, Cộng sản Việt Nam không muốn cho sinh viên và học sinh biết. Tuy nhiên, chat GPT lại trả lời rất rõ ràng. Nếu quý vị vào trong chat GPT, quý vị hỏi về vụ thảm sát mẫu thuân Huế năm 1968, thì nó trả lời rất rõ ràng là trên 2.000 người dân đã bị VC tức là Việt Cộng thảm sát năm 1968. Đây chính là những cái điều mà Bộ Giáo dục Việt Nam hoảng loạn, e ngại rằng những sự thật họ che giấu trong chiến tranh Việt Nam sẽ bị phanh phui nếu như mà để cho chat BT này, GPT này tiếp tục hoạt động và nó ảnh hưởng rất lớn tới ngành giáo dục của Cộng sản Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, mặc dù rằng phía Trung Quốc lên danh sách à, 20 quốc gia du lịch tại Á Châu không có Việt Nam, tuy nhiên thì vẫn có những kẻ tổ chức những đường dây gọi là du lịch lậu và ít nhất có 18 giám đốc đã bị bắt giữ, à, được xem là tổ chức à, những cuộc nhập cảnh bất hợp pháp tại à, Việt Nam, có ít nhất là 24 người đã bị lãnh án là bị truy tố đã tổ chức nhập cảnh trái phép cho người Trung Quốc và có tới 18 người tự nhận mình là giám đốc trong đó gồm có một số người gốc Trung Quốc, và gốc Hàn Quốc và gốc Việt Nam gốc Hàn Quốc là Lee khoan Jong 55 tuổi và Song hong Sup là 51 tuổi, Si Yong Jin là và của công ty của anh Nam Hàn. King Chan chi của nam hàng và một số những uh, giám đốc gốc Việt gồm có Võ Tấn Cường, Phạm Kim Phúc, à uh, Văn Thị Phương Thảo vân vân. Đây là những kẻ đã tổ chức những đường dây đưa là người lậu Trung Quốc vào khu vực ở Đà Nẵng trong lúc mà đang chống dịch và kể cả sau khi chống dịch, đây được xem là một trong những cái uh, phát hiện mới nhất của công an cộng sản việt nam nhằm ngăn cản tình trạng mà tổ chức di, gọi là du lịch lậu và đưa các người du lịch tới những cái nơi mà công an không muốn họ tới bao gồm luôn các cái trụ sở mãi dâm và những cái nơi ăn nhậu cá độ vân vân đây được xem là một trong những cái vụ án mà công an cộng sản việt nam vừa phanh phui về việc đưa người lậu vào trung quốc à, đưa người lậu trung quốc vào khu vực ở đà nẵng việt nam đó là bản tin liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.